không nhận được hàng từ Amazon ở Nhật cách hoàn tiền trên Amazon Nhật 2022 Amazon lại được mệnh danh là website thương mại điện tử lớn nhất thế giới cũng bởi vậy mà người tiêu dùng đều lựa chọn trang web này mua hàng đầu tiên. Tuy nhiên mua hàng trên Amazon tại Việt Nam chưa bao giờ là công việc dễ dàng với rất nhiều khó khăn về rào cản ngôn ngữ hay thủ tục thanh toán, vận chuyển. Bạn đã đặt hàng và không nhận được hàng từ Amazon ở Nhật. Cách để hoàn tiền trên Amazon Nhật như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của Shop Nhật Việt nhé. Amazon là gì? Amazon là tập đoàn bán lẻ trực tuyến hàng đầu thế giới, được thành lập bởi Jeff Bezos vào năm 1994, có trụ sở chính tại Seattle, Washington, Mỹ. Ban đầu, Amazon hoạt động như một nhà phân phối trực tuyến sách. Vào năm 1998, công ty bắt đầu bán nhạc và video. Những năm sau đó, Amazon bán đa dạng sản phẩm như trò chơi, video, đồ điện tử tiêu dùng, đồ gia dụng, phần mềm, thời trang, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe. Nguồn gốc sản phẩm trên Amazon Amazon là trang thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, các sản phẩm được bán trên sàn Amazon không chắc chắn 100% là chính hãng. Hàng hóa trên Amazon được chia thành 3 loại như sau: Ship from and sold by Amazon, hàng hóa được bán và vận chuyển trực tiếp bởi Amazon, đây là những mặt hàng có sẵn tại kho của Amazon, được đánh giá chất lượng rất tốt và đa phần là hàng chính hãng, so by seller and fulfill by Amazon, hàng hóa được bán từ một cá nhân hay cửa hàng, nhưng được ký gửi tại kho của Amazon. Các hoạt động như đóng gói, vận chuyển hàng hóa đến tay khách hàng đều do Amazon đảm nhiệm. Các sản phẩm này được đảm bảo chất lượng bởi Amazon nên bạn cũng có thể an tâm mua hàng. Ship from and sold by seller, hàng hóa được bán và vận chuyển bởi một cá nhân hay một cửa hàng có tài khoản trên Amazon. Với hàng hóa này khách hàng sẽ phải chịu nhiều rủi ro hơn khi mua hàng, không nhận được hàng từ Amazon Nhật thì làm thế nào? Trường hợp này khá hiếm hoi bạn tự order hay nhờ dịch vụ order vậy? Nếu bạn nhờ dịch vụ thì những vấn đề này họ sẽ lo hết cho bạn, còn nếu bạn tự order thì hãy làm theo cách sau nhé, từ trang chủ amazon.com các bạn chọn mục help trong menu bằng dấu lớn kéo xuống dưới chọn need more help. Rồi chọn contact US, lúc này Amazon sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm các bạn đã mua, hãy đánh dấu vào sản phẩm mà mình cần khiếu nại rồi sau đó chọn vấn đề với sản phẩm đó hay lý do khiếu nại trong mục select an issue. Chỉ cần chọn lý do gần sát nhất là được, sau khi chọn lý do khiếu nại thì chúng ta cần chọn các mô tả chi tiết tương ứng với vấn đề mình đã chọn trước đó. Các lý do khiếu nại chi tiết được Amazon đưa ra sẵn là, em stop. Hàng của tôi ở đâu? Sử dụng lý do này khi các bạn nhận được thông báo hàng hóa đã giao đến nơi nhưng lại chưa nhận được hàng. Receive incomplete shipment, hàng nhận được không đầy đủ, entire item missing from shipment, mất toàn bộ hàng khi vận chuyển, lúc này bạn sẽ chọn vào phần cuối cùng, em stop hàng của tôi ở đâu rồi các bạn lựa chọn hình thức liên lạc là một trong ba hình thức email phone chat cách này chỉ sử dụng trong khi hệ thống đã báo bạn nhận hàng rồi thôi nha còn hệ thống chưa báo thì bạn chỉ cần đợi hàng về dấu lớn dấu lớn dấu lớn xem thêm bảng giá order mua hàng từ Nhật ship về Việt Nam 2022 giá tốt sale off 50% dịch vụ order hàng trên Amazon về Việt Nam nhanh chóng tiết kiệm bởi shop Nhật Việt nếu bạn tự đặt hàng hay dùng dịch vụ order của đơn vị không có uy tín sẽ gặp những tình trạng trên để nhận được hàng một cách hài lòng nhất thì shop Nhật Việt là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn So với việc tự order hàng về Việt Nam sẽ gặp những vấn đề như, rào cản ngôn ngữ, hàng không ship về Việt Nam, thời gian hàng về lâu, dễ thất lạc, trả hàng, khó khăn trong việc bảo hành đổi trả, thuế phát sinh, thanh toán gặp khó khăn, với dịch vụ của Shop Nhật Việt những khó khăn trên của bạn sẽ được xóa sạch. Việc mua hàng qua đơn vị mua hộ hàng quốc tế uy tín như Shop Nhật Việt rất thuận tiện. Bạn sẽ không phải trải qua nhiều bước thực hiện dườm giả cũng như các thủ tục phức tạp khác như đăng ký tài khoản, tìm đơn vị vận chuyển đặc biệt hàng hóa còn được vận chuyển về việt nam nhanh chóng tiết kiệm thời gian chi phí với dịch vụ này bạn không những thỏa sức mua được những mặt hàng chất lượng trên amazon nhật mà còn được tư vấn hướng dẫn trợ giúp mua hàng ship về việt nam nhanh chóng với cước phí dịch vụ vô cùng tiết kiệm vì sao bạn nên sử dụng dịch vụ mua hộ hàng nhật và ship hàng về việt nam của shop nhật việt thời gian vận chuyển nhanh chi phí vận chuyển thấp không chỉ đấu giá hàng nhật chúng tôi còn order mua hộ hàng nhật vận chuyển về việt nam uy tín chất lượng hàng đầu việt nam tư vấn lựa chọn seller uy tín gửi bảng báo giá nhanh hệ thống văn phòng và kho ở cả nhật bản và việt nam vận chuyển số lượng hàng hóa cực lớn, đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, hỗ trợ tư vấn 24 phần 7, chủ động theo dõi quá trình vận chuyển thông qua mã tracking, cam kết hàng hóa luôn an toàn, nguyên vẹn nhờ quá trình kiểm soát nghiêm ngặt, bồi thường 100% giá trị đơn hàng nếu xảy ra mất mát, hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm bài viết dịch vụ đấu giá nữ trang sức si nhật ship tận nhà bạn giá tốt 2022 của shop Nhật Việt để có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với bản thân và cũng là món quà ý nghĩa cho người thân yêu. Phẩy chấm, với mong muốn có thể làm hài lòng ngay cả những khách hàng khách hàng khó tính nhất, shop Nhật Việt đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của mình. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì những gì mà dịch vụ của shop mang lại.